thay xăm cũng có thể giảm được 400g cho xe đạp, các bạn có tin không? Câu trả lời hoàn toàn được nhé. Một xăm cao su thông dụng cho xe road có trọng lượng từ 120 tới 150g. Dòng xăm này chỉ từ 24g cho một chiếc. Một người đạp thường có thêm hai ruột dự phòng, do đó giảm 400g là hết sức bình thường ở dòng road. Con số này còn cao hơn 600-700 ở dòng MTB. Chúng ta đang nói tới dòng xăm xe đạp siêu nhẹ TPU. TPU là loại nhựa dẻo làm từ thermoplastic có độ đàn hồi tốt, khả năng chống mài mòn vượt trội. Đây là một chất liệu đột phá cho xăm ruột xe đạp, dễ dàng tái chế và bảo vệ môi trường. Dưới đây là bản thí nghiệm và kết quả tham khảo của phòng thí nghiệm Victoria Tire. Rất dễ dàng nhận thấy ưu điểm của xăm TPU là lực cản quay thấp nhất, độ bền cao, trọng lượng siêu nhẹ và một ưu điểm nữa là dễ dàng vá khi thủng xăm. Vậy nhược điểm của ruột TPU là gì? Đó là giá thành cao. Trên lý thuyết, TPU chịu nhiệt độ cao kém. Khi nhiệt độ tăng lên 3 độ, áp suất lốp sẽ tăng thêm 1%. Do đó, cần lưu ý áp suất lốp cho từng điều kiện thời tiết. Vậy có nên sử dụng xăm ruột TPU không? Với những ưu điểm đã nêu thì TPU thực sự quá tốt nhé.